quay nữa. Đằng này có sao đâu mà quay. Nhà này may có cái dây điện nó đỡ, không mình cũng gãy. Đấy, bật hết gốc lên rồi. Cây bao nhiêu năm cuối cùng cũng tung. Đây, bia còn vỡ cả cửa kính. Khổ thật. Bảo sao dân ở bên trong cũng không đói. Một năm bão ba.